Xin chào quý cô bác và anh chị. Thì hôm nay tiếp tục thì em có mua một cái cây kéo cắt cành. Đi về em cắt anh tỉa một số cái cây ở trên sân thượng nhà em á. Thì cái này em cũng coi một số đánh giá là rất là tốt luôn. Thì cái loại kéo này là kéo lưỡi thép của Nhật đó. Thì ở trên đây là ghi tối đa cắt cái thân của nó là 10mm đó. 10mm cũng là một cái kích thước rất là lớn nha anh chị. Rồi cái kéo thì thiết kế thì rất là đẹp luôn đó, mình nhìn xung quanh á mình thấy rất là ấn tượng. Cái kéo này em mua trên Shopee, đợt này khuyến mãi chỉ còn có 122.000 thôi. Em thấy con giá quá là tốt luôn đó. Ở đây có một cái chốt nè, ở đây khi mà cái kéo bị khóa lại nè để an toàn á, đây có một cái chốt khi mà mình cần mình kéo nó ra đó, mình bung ra đó. Các anh chị thấy nó rất đẹp không? Còn ở đây là cái dạng lò xo sâu đó, kiểu dáng mới luôn, em nhìn rất là ưng. Còn hai cái tay cầm thì được bọc một lớp nhựa dẻo, kéo thì vừa nhẹ, cầm rất là chắc tay luôn đó. Các anh chị thấy cái lưỡi bằng thép nè, mình nhìn sơ sơ bên ngoài là mình thấy đã thích nó rồi. Cái hàng này thì trên kéo mình thấy là in của Nhật luôn, nhưng mà không biết phải là chính hãng hay không thì em cũng chưa biết được. Nhưng mà hôm nay em mua thì cái giá này thì nó cũng mua khá là rẻ đó, bằng lưỡi thép luôn. Thép này là thép SK5, là loại thép mà chống rỉ sét rất là tốt đó. Đây là em cắt thử nè, em cắt thử một số nè. Đây là em sẽ demo em cắt thử cho quý anh chị và cô bác xem một cành lớn nha. Cái cành này kích thước của nó chắc cũng lớn hơn 10mm á đó. Những cắt mình cắt rất là ngọt luôn, những cành nhỏ thì rất là nhẹ đó. Các anh chị thấy em cắt á, em bấm rất là nhẹ luôn, đường đi rất là ngọt đó. Quý anh chị thấy á, em đang test trên một cái cây thân gỗ với đường kính là chắc cũng tầm 10mm. Và đây là một cái loại kéo là kéo cộng lực nha anh chị. Thì kéo cộng lực này á, thì em tìm hiểu á, thì là giúp mình bấm á, mình bấm cái lực mà rất là nhỏ và nhẹ, nó sẽ cộng lực để cho nó dễ cắt hơn. Đối với những cái thân mà to đó thì mình cắt rất là ngọt luôn đó. Đây là em cắt một cái lưỡi cắt nè. Quý anh chị mình nhìn xem cái loại cắt á, nó trơn lắm đó, nó trơn, nó ngọt xớt à. Thực sự khi nãy giờ em cắt á, em cắt rất là đã luôn, bấm để vô là bấm rất là nhẹ. Lúc trước em có mua một cái dao bằng sắt á, kéo bằng sắt, nhưng mà cắt nó rất là nặng anh chị. Rồi nãy giờ thì em đã test thử trên nhánh to rồi, bây giờ em sẽ chuyển sang cái nhánh series, nhận tỉa những cái nhánh nhỏ nhỏ cho quý anh chị cùng xem. Rồi, em xin chia sẻ với anh chị á, là cái đoạn video này á, thì em quay nhưng mà xung quanh hơi ồn, với lại điện thoại em nó bị lỗi á, nên cái phần âm thanh nó không ghi âm. Thì có một đoạn thì em cắt tỉa cái cây series, có cái nghe quý anh chị có nghe cái tiếng mà em bấm cái kìm á, nghe rất là đã tai đúng không? Nhưng mà cái về khúc, có những khúc mà em quá ồn đi, với lại có một khúc bị lỗi âm thanh á, nên bắt buộc em phải thu âm lại. Thì cái cây này thì em đang tỉa đó là cây seri, em trồng ở trên sân thượng á. Cái cây seri này thì em cũng trồng được cũng 8 tháng rồi, nó bắt đầu nó ra bông rồi đó, nhưng mà bông nó ít lắm. Bây giờ em bấm em tỉa cho cây nó thoáng lại, với lại em sẽ bấm tỉa đọt để cho nó kích thích nó ra hoa với nó đậu trái nha. Hôm nay em mua cái kéo cắt cành này nè, thì cũng chủ yếu là về để tỉa cái cây seri này á. Hiện tại lúc trước em cũng có mua một cái cây kéo nhưng mà nó bằng sắt, em mua lúc đó hình như là 65.000 á, em thấy nó rẻ em mua, nhưng mà cái lưỡi nó bằng sắt, mình xài thời gian là bắt đầu cái lưỡi sắt nó bị rỉ sét nè. Em bấm được có tầm 1 tháng là bắt đầu em không xài cái kéo đó nữa, bắt đầu em mới tìm hiểu mua cây kéo này. Thì cái kéo này em mua trên Shopee, đặt hàng thì cũng nhanh lắm, trong ngày là tới. Em đang ở Sài Gòn á, nhưng mà kết quả thì ngoài sự mong đợi của em luôn. Em mua chỉ có 120.000 đợt khuyến mãi đó, nhưng mà em tỉa cây cắt rất ngọt luôn, nhánh nhỏ là cắt vô tư luôn nha anh chị. Đó, em tỉa bớt cho những cái cây này nó thoáng, những nhánh nhỏ này không có đậu trái đâu, mình cắt mình tỉa hết luôn, mình chừa những thân chính thôi. Rồi sau khi cắt xong á, mình dùng khăn á, mình lau sạch cái lưỡi cắt đó thì nó sẽ bóng lại thôi. Đây là lưỡi em cắt rồi nhưng mà không bị mẻ các anh chị, dùng rất là tốt luôn. Còn đây á là một cái cây kéo mà lúc nãy em có nhắc đến chị á, là cái kéo lúc trước em mua bằng lưỡi sắt á. Các anh chị thấy nè, nó ra ten, nó sét quá trời luôn. Lúc trước á là em dũa lại nhưng mà vẫn bị sét, rồi ngay chỗ cái này nữa nè, nó bị sét á, rồi bắt đầu nó đóng lại, nó cứng lại, bắt buộc em phải dùng kìm, em vặn cái con ốc này ra để cho nó lỏng ra, bắt đầu em mới cắt lại được. Nhưng mà cái lưỡi sắt này á, thì nó reset, thì khi mà mình cắt cây á, nó sẽ dễ bị hư cái thân á, vì nó không có sạch. Nó với lại khi mà bị sắt á, khi mình bóp á, thì nó cũng hơi cứng. Còn cái cây kéo này đó là cây kéo em mua lưỡi bằng thép nè. Đó, các quý anh chị có thể so sánh hai cái kéo nó hoàn toàn khác nhau. Cái em mua thì nó rất là đẹp luôn, còn cái lưỡi sắt thì nó xài thời gian là bắt đầu nó sét, mà không thể nào mà tưởng tượng được luôn. Đó thì các anh chị thấy nè, cái cây kéo cộng lực á, thì cái lưỡi nó sẽ ngắn hơn. Với chức năng á, thì khi mà cắt những cái thanh á, thì mình sử dụng cái lực rất là nhỏ, thì cái kéo nó vẫn có thể cắt được những cái cây thân lớn được. Đó, đây là một cái cây mà lúc nãy em đã cắt nè. Các anh chị thấy á, cái đường cắt rất là láng mịn, rất là dễ khi mình tỉa cây, nó không bị làm dập cái thân cây á. Thì em làm clip này cũng muốn chia sẻ với quý anh chị về cái sản phẩm nào, những sản phẩm nào mà em đã xài và em cảm thấy nó tốt và nó rẻ, thì em chia sẻ lại cho quý anh chị cùng tham khảo. Thì sản phẩm này á, thì em cũng mua trên Shopee, em cũng có gắn cái link mua hàng ở trên phần mô tả của video. Thì quý anh chị nào mà có yêu thích sản phẩm này á, thì có thể đặt mua trực tiếp trên Shopee với nhiều cái khuyến mãi. Em thấy có rất là nhiều khuyến mãi với mã giảm giá. Video trải nghiệm của em cũng đã dài rồi. Cũng cảm ơn quý cô bác và anh chị đã xem video. Nếu mà mọi người thích có thể cho em một like, cho em có thêm một cái động lực để có thể ra tiếp những cái video chia sẻ về kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm về những sản phẩm mới. Xin chào quý cô bác và anh chị.